Này, tôi nói cho anh biết nhá, tại sao anh lại có thể trơ trẽ như thế được? Sao anh lại chơi con gái nhà người ta xong rồi anh không trả tiền như thế hả? Tôi thực sự là không hiểu tại sao đàn ông các người lại có thể làm như thế đấy. Bây giờ anh có tin ý là tôi sẽ lôi hết tất cả những bằng chứng ra, rồi tôi quật ngã cho cái sự nghiệp của anh luôn không hả? Cái đàn ông này. Này, tôi nói cho cô biết ấy, tôi không chơi mấy cái thứ mà cô vừa nói đâu. Cô nhầm người rồi đấy. Ờ đúng rồi, anh không phải là chơi tôi, mà là anh chơi bạn của tôi, là Tố Uyên đấy. Anh hiểu chưa? Tôi không hiểu tại sao đàn ông các người ý, các anh lại nỡ lòng nào mà chơi con gái nhà người ta xong rồi không chịu trả tiền. Tiền thì không chịu trả, nhan sắc lại còn tàn tạ nữa. Thực sự là đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Tôi không trả, rồi còn tiền sắc tàn tạ. À, có khi nào thuộc dạng Sugar Baby, em bé đường của các lão đại gia không ta? Này, anh cứ suy nghĩ gì mà lâu thế? Anh không chịu trả lời tôi đi à? Này, tôi đính chính lại cho cô một lần nữa này. Cái thứ nhất, tôi không quen cô. Và kể cả cái người mà cô vừa nhắc ấy, cái gì mà Uyên ấy, tôi cũng không quen. Và hơn nữa ấy, tôi cũng không rỗi hơi để đi chơi vài ba cái trò đấy, cô hiểu chưa? Tôi biết ngay mà, cái thể loại người như anh ấy kiểu gì cũng chối bay chối biến thôi. Thôi được rồi, lần này tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là mùi vị. Anh nghĩ là đàn ông các anh mà tôi sợ à? Này, cô định làm gì đấy? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không quen cô và tôi cũng không chơi vài ba cái thứ vớ vẩn đấy. Đợi một chút. Alo, mày đây à? Tao đang đòi lại công bằng cho mày đây. Sao cơ? Mày đi gặp tên Sở Khanh đấy rồi á? Ừ, chứ còn sao nữa. Hắn ta ấy đang đứng trước mặt tao sẽ chối bay chối biến thế này. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao sẽ cho hắn ta một chút mắm thối này. Để xem, để cho hắn ta biết thế nào lễ độ. Nhưng mà tên Đức đấy đang đứng trước mặt tao đấy mà. Hắn lại tới tìm tao làm loạn đây này. Và mày tìm được rồi thì là tìm được ai cơ? Đức á? Anh tên là gì? Long. Thôi, xong tao rồi. Này, đừng nói là mày nhầm rồi nhá. Ờ, nhưng mà thôi, tao phải giải quyết nốt chuyện ở đây đã. Cô mày chưa nhá? Sao? Người cô cần tìm không phải là tôi đúng không? Tôi hồ đồ quá. Tôi xin lỗi anh. Thực ra là tôi bị nhầm người rồi. Nên là mong anh có thể thông cảm rồi bỏ qua cho tôi nhá. Tại vì con bạn của tôi ý, nó miêu tả giống quá. Nó bảo là nhà của hắn ta là ở đây. Xong rồi cũng đi cái con xe này nữa. Hào hào giống anh nên là... Rõ ràng tôi đã đính chính với cô rồi, là tôi không phải là người đấy. Vậy mà cô cứ cố chấp, cô cứ bảo là tôi thế. Thì làm sao mà tôi biết được. Mà thôi nói chung là tôi xin lỗi anh. À, vừa nãy tôi có tát anh một cái. Hay là bây giờ như thế này đi, tôi sẽ cho anh tát lại tôi một cái. Như thế coi như là chúng ta hòa nhá. Tôi không đánh phụ nữ. Ồ, vậy thì thôi, càng tốt. À, vậy thì tôi cảm ơn anh nhiều nhá. Đấy, anh thấy chưa, là tôi đã cho anh đánh rồi đấy nhá. Nhưng mà đấy là do anh không muốn đánh thôi. Vậy thì tôi xin phép đi trước đây. Ở đây, khoan đã. Ôi, cái này là do anh đấy nhá. Tôi là tôi đã muốn đi rồi, tự dưng anh kéo tôi lại làm gì. Tôi không có lỗi gì do tôi hết, tất cả là do anh. Tôi xin phép đi trước nhá. Về giặt đi. Đừng mong. Này! Buổi hẹn đã được chuẩn bị xong hết rồi đấy ạ. Tôi biết rồi, tôi cũng đang đến nơi rồi đây. Là cô gái đó. Nếu như theo lời cô ta nói thì người cô ta nó khoác tay chính là bố đường của cô ấy. Có nhiều nghề tốt đẹp hơn, tại sao lại chọn cái nghề này cơ chứ? Người này. Chào anh, chắc hẳn là chủ tịch bên công ty FVM. Còn tôi,
Giám đốc nhân sự bên công ty Đa Gia, chắc cũng biết rồi. Chào anh, tôi là Long, bên công ty FVM. Dự án của bên công ty anh soạn thảo, quả thật là thú vị. Lần này được hợp tác ấy, thực sự tôi rất mong đợi đấy. Đương nhiên rồi, dự án lần này đích thân chủ tịch tôi ra hợp tác mà. Cho nên tôi rất là tự tin. Thôi, mời anh ngồi đi, đồ ăn tôi có sẵn rồi. Tôi xin phép. Mà anh tới đây một mình à? À không, với một người nữa vô cùng là quan trọng. Nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ giới thiệu cho anh sau. Đương nhiên rồi. Được rồi, mời anh dùng bữa. Alo, chào anh. À, là chủ tịch công ty Đa Gia đúng không ạ? Cô gọi tôi chuyện gì vậy? Bởi vì ngày mai đã là ngày ký kết hợp đồng của hai bên công ty rồi. Nhưng mà vì bận quá chưa có thời gian gặp mặt anh để có thể bàn bạc kỹ hơn. Nên là tôi mới muốn gọi điện để xác nhận thêm vài thông tin. Thật sự hy vọng là ngày mai chúng ta có thể ký kết một cách suôn sẻ. Đương nhiên rồi, tôi cũng đang cố gắng đôn thúc nhân viên kiểm duyệt lại bản kế hoạch một cách hoàn hảo nhất. Nhất định ngày mai sẽ là một ngày thành công. Dạ vâng, được gọi thì tốt quá rồi. Tôi chỉ gọi để nói như vậy thôi. Nếu mà không còn chuyện gì thì tôi xin phép tắt máy trước ạ. Vâng, chào cô nhé. Nghe giọng này có vẻ hơi quen quen thì phải. Chào anh. Chào mọi người. Xin lỗi mọi người, đã để mọi người chờ lâu. Không sao đâu, dù sao thì cũng chưa tới giờ bắt đầu. À, có chủ tịch. À, chủ tịch chị sắp tới rồi. Vâng. Trời đất ơi, trái đất này đúng là tròn mà. À không, là hình cầu. Nhưng mà sao trùng hợp thế nhỉ? Là người lần trước. Ơ nhưng mà không đúng cho lắm. Sugar Baby lại đi làm chủ tịch của giám đốc sao? Không đúng, chắc là có gì đấy sai sai rồi. Chẳng lẽ lại đi làm vì đam mê? Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tường San. Rất vui và hân hạnh khi mà mọi người đã có mặt trong buổi ký kết quan trọng ngày hôm nay. Chào cô, rất vui vì được gặp mặt. Có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Vâng, tôi rất là hân hạnh khi được gặp mặt anh. Đây là lần đầu mà. Tôi thấy là những tình hình gần đây là rất ok. Anh Đức thấy thế nào? Tôi thấy khá là hài lòng. Mày là tốt rồi, kết thúc buổi học đây thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ. Tôi cũng rất là vui khi được hợp tác với bên anh. Nhưng mà tôi không ngờ lại là anh đây. Công nhận chúng ta như là oan gia ngõ hẹp thật vậy. Này, câu này đáng lẽ ra tôi phải người nói mới đúng chứ. Hai người biết nhau từ trước à? À thì cũng chẳng có gì cả. Chẳng qua là trước đây giữa chị với anh ấy có một chút hiểu nhầm nhỏ nhỏ thôi. Hiểu lầm á? Đấy là do cô nghĩ là hiểu lầm thôi. Chứ còn ở phía tôi ý, tổn thương vẫn rất lớn đấy. Thì dù sao tôi cũng đã xin lỗi rất là nhiều rồi mà. Anh không thể nào mà niệm tình rồi bỏ qua cho tôi được à? Tôi cũng đâu ích kỷ đến như vậy. Thôi được rồi, cũng vừa hay là hai công ty chúng ta vừa có một hợp đồng. Và cũng vừa là vì cái chuyện đấy nên là tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa, coi như là chúng ta sẽ hòa nhá. Vậy là chúng ta hòa rồi à? Thôi được, dù sao thì tôi không muốn người khác nhìn tôi bằng ánh mắt coi tôi là đồ chấp vật. Vậy thì chúng ta đi thôi. Nhưng mà khoan, chị ơi.
giờ em có việc, em đi trước nhá. Em có việc gì đây? Đừng có bảo với chị là em lại đi gặp mấy thằng bạn đấy đấy nhá. Chị bảo bọn em chơi bạn bè em đám này đám nọ. Bọn em nhá, còn chú tâm vào làm ăn nữa cơ. Bây giờ ấy, em phải đi học để đầu tư vào một khoản chứng khoán. Lớn lắm, em không nói nhá. Chị mê lắm luôn. Thôi, tôi xin anh làm ơn ý, bỏ mấy cái dự án ấy đi cho tôi nhờ. Nếu không á, là tôi mách cậu với mợ đấy nhá. Chị em, vậy hai người quen nhau à? Chị em ruột hay là họ hàng, gần hay xa? Thì bọn tôi là chị em họ thôi, cũng khá là gần nhỉ. Mà anh có chuyện gì vậy? Thế mà mình lại nghĩ hai người bọn họ có mối quan hệ. Mình đúng là hầm quá đấy. Sao thế? À, không có gì đâu. Thôi, chúng ta đi thôi nhỉ. Trời ơi, thơm thật đấy. Thôi được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi. Này, tôi không ngờ cô lại là một người như vậy đấy. Như vậy là sao? Là một người rất tự nhiên, hồn nhiên. Đã thế là còn dễ nuôi đấy chứ. Tôi không nghĩ ở ngoài đời cô lại như vậy đâu. Thì kể cả cái bộ dạng xấu xí nhất, rồi giang hồ nhất của tôi ấy, anh cũng thấy rồi. Đi đánh ghen hộ cho người ta như thế. Nên là bây giờ ấy, tôi cần gì phải diễn trước mặt anh nữa chứ. Đánh ghen hộ? Đánh ghen hộ là sao? Thì nó cũng gần như là vậy. Thực ra ấy, là tôi có một đứa bạn thân. Nó lại có một mối tình. Nhưng mà cái chàng trai đấy không phải là một chàng trai tốt. Sau khi mà hai người đấy yêu đương nhau xong rồi chia tay ấy, thì hắn ta lại dở quẻ. Hắn ta đã trộm một khoản tiền tiết kiệm cực kỳ lớn của con bé đấy. Và con bé thì cũng định là thôi bỏ qua, coi như là kệ hắn ta rồi. Nhưng mà tôi là ai cơ chứ? Đương nhiên là tôi sẽ không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng như thế được rồi. Nên là tôi mới quyết định đòi lại công bằng cho con bé. Nhưng mà xui xẻo thế nào thì đấy. À, thì ra là cô giúp bạn. Tôi lại cứ tưởng cô... Thôi. Này này, anh tưởng cái gì đấy? Có phải là anh nghĩ xấu về tôi không đấy hả? Không, tôi không có ý đấy. Nhưng mà này, đúng là cô là một người siêu nhanh nhẹn, hoạt bát. Lại là một nữ cường nữa. Bảo sao cấp dưới của cô làm việc năng suất và tốt phết đấy. Thực ra là cái sự vui vẻ này ấy, không phải là ai cũng được nhìn thấy đâu. Nếu như cô không phiền ấy, cô có thể chia sẻ với tôi. Hình như là cô mang nhiều nỗi buồn thì phải. Thực ra nỗi buồn này cũng không hẳn là buồn lắm. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy là nếu mà một mình tôi cứ gánh vác như thế mãi thì có phần là hơi mệt mỏi thôi. Hay là bây giờ tôi sẽ xem anh như là một người lạ. Sau đấy thì tôi sẽ tâm sự, chia sẻ hết tất cả mọi thứ với anh. Nhưng mà anh không được nói chuyện của tôi với người khác đâu đấy nhá. Tuân lệnh. Vậy thì anh thấy giữa tôi với cả Đức có phải là chị em thân thiết không? Thì có. Nhìn chị em thân thiết với nhau mà. Đúng vậy. Thực ra chúng tôi rất là thân. Chúng tôi thân cũng rất là thật nữa. Thế mà những người lớn xung quanh cứ đặt áp lực lên chúng tôi, rồi cứ đặt lên áp lực chuyện tình cảm chị em này của chúng tôi. Tôi với nó ấy, thì cũng xem tuổi của nhau. Và công ty này là công ty của gia đình bên nội để lại. Nên là lúc nào mọi người cũng đem hai chị em của tôi ra mà so sánh. Rồi mọi người cũng tự đặt câu hỏi ai là người sẽ được giành cái sự quyền thừa kế đấy. Nhưng mà thằng Đức nó vẫn đang còn tính trẻ con, vẫn đang còn ham chơi, chưa có sự chín chắn, trưởng thành. Vậy nên là lúc nào tôi cũng phải khoác lên mình một vẻ ngoài chín chắn và trưởng thành hơn trước mặt nhân viên của mình. Đôi lúc cứ phải gồng gánh và mệt mỏi như vậy, khiến tôi
thực sự là nản. Có lẽ là bản thân của tôi may mắn hơn cô, bởi vì kinh doanh ấy chính là ước mơ của tôi. Nhưng mà này, cô đừng làm như vậy. Nếu như cô cứ tự mình gồng gánh hết ý, chỉ khổ cho cô thôi đấy. Cảm ơn anh nhá. Nhưng thực ra là nó cũng không có buồn như vậy đâu. À, hay là như thế này đi. Bây giờ cô xem tôi là một người đặc biệt như vừa nãy ý. Bất cứ chuyện gì cô muốn chia sẻ, cô hãy chia sẻ với tôi. Lúc nào cũng được, tôi cũng sẵn lòng. Vậy thì chiều nay anh mời nhá, tôi cảm ơn. Quá đơn giản. Vậy được rồi, chúng ta cứ chốt kế hoạch như thế đi. Ngày mai tôi và Đức sẽ tham gia một chuyến khảo sát thị trường 2 ngày 1 đêm. Cô từ sang nhận thông tin nhá. Nhưng mà... Sao thế? Nếu như không còn gì, buổi họp kết thúc ở đây thôi. Vậy chúng tôi xin phép anh, chúng tôi đi ra ngoài trước. Chào mọi người. Muộn mất rồi. Chào anh nhá. Tại sao lại là cô? Thì kế hoạch ấy là Đức, nhưng mà tôi chẳng hiểu thế nào mà đến sát giờ ấy, hắn ta lại báo là bị ốm hay là có công việc gì đấy bận, sao nói chung là không đi được. Thế là bây giờ tôi phải cấp tốc chạy đến đây, nếu không á là chúng ta sẽ bị muộn mất. Thôi, bây giờ chúng ta đi đi, không là muộn đấy. Thế hành lý của cô đâu? Tại vì tôi vội quá nên là tôi quên, tôi chưa có mang theo được. Nhưng mà thôi, mình cứ đến đấy đi. Dù sao thì cũng chỉ là đi 2 ngày 1 đêm thôi mà. Đến đấy nếu mà không được thì tôi sẽ dùng đồ ở trong khách sạn. Còn không ấy thì tôi đi ra ngoài mua, cũng dễ thôi mà. Đi đi không muộn đấy. Anh vào trước đi. Cô cũng ướt rồi đấy, cô vào trước đi. Chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà lại xui xẻo như thế nữa. Đi ra đường ấy, vừa xuống xe thì trời mưa, nên là đi khảo sát cũng mệt. Bây giờ đến phòng khách sạn nữa, lại chỉ có mỗi một phòng. Chẳng nhẽ là đêm nay tôi lại phải ở cùng với anh à? Bên ngoài trời mưa to, hết phòng cũng đúng thôi. Thôi, mình vào trong đi, dù sao đứng đây lâu cũng kỳ lắm. Cô cầm lấy mặc tạm vào đi, dù sao bây giờ quần áo ướt hết rồi. Tắm xong cô thay vào nhá. Nhưng mà làm sao mà tôi mặc quần áo của anh được cơ chứ? Bây giờ làm gì còn cách nào khác đâu. Bên ngoài mưa to, chẳng lẽ chạy ra ngoài mua quần áo à? Vậy thì tôi mặc tạm cũng được. Là anh cấm được có ý đồ gì xấu với tôi đấy. Nếu mà anh có là tôi không tha cho anh đâu. Tôi giết chết anh đấy nhá. Được rồi, tôi hứa, tôi thề. Mà cái túi vừa nãy của anh đâu rồi? Tôi để trong tủ. Bây giờ nhá, tôi bảo, bây giờ tôi nói như thế này cho anh dễ hiểu nhá. Ngoài trời đang mưa rất là to và chúng ta không thể nào một người nằm ở dưới đất, một người nằm ở trên giường được. Như thế thì sẽ bị cảm lạnh mất. Vậy nên ý, tôi sẽ lấy cái túi này làm cái giải phân cách.
anh nằm bên kia, tôi nằm bên này. Và việc của anh ý là cấm được lấn sang chỗ của tôi đấy nhá. Nếu không đừng có mà trách. Được rồi, tôi hứa, tôi thề. Bỏ chân ra đã. Được rồi, thế thì bây giờ tắt điện xe đi ngủ thôi. Cái này hay là không tắt điện được không? Nói thật, tôi bị sợ bóng tối lắm. Thế cho nên mình để điện nhá. Trời đất ơi, chủ tịch của FVM oai phong lẫm liệt như thế mà lại sợ bóng tối á? Cái cô này, ai chả có nỗi sợ riêng. Cô quá đáng vừa thôi chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ không trêu anh nữa được chưa? Tôi sẽ để cho anh giữ thể diện của bản thân mình. Ê, trời ơi, tôi sợ tiếng sấm lắm ấy. Tôi thế này thì làm sao mà tôi ngủ được? Này, cô không được rời bỏ tôi đâu đấy. Cô phải ở bên cạnh tôi đấy chứ. Chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi. Nếu mà anh đã nói như thế rồi ấy, thì anh cũng nằm im ấy nhá. Tôi rất là sợ tiếng sấm. Tôi cũng sẽ không làm gì anh đâu. Được rồi, tôi hứa chúng ta sẽ không làm gì nhau cả. Vậy thì anh nói được là phải giữ lời đấy. Bây giờ bọn mình cứ nhắm mắt rồi ôm nhau đi ngủ như thế này thôi. Nhất định là chẳng có ai làm gì ai cả. Tôi biết rồi. Đêm qua, mặc dù tôi rất sợ, nhưng mà tôi ngủ ngon lắm. Tối qua, tiếng sấm cũng rất là to. Nhưng mà vì anh nằm bên cạnh, nên là tôi cũng không còn sợ nữa. Ngủ cũng rất là ngon. Vậy thì chúng ta coi như là bù trừ cho nhau nhé. Thôi, tôi đi đánh răng rửa mặt đây. Nhưng mà anh không bỏ tôi ra thì làm sao mà tôi đi được chứ? Được rồi, tiễn cái gì mà vào đến tận đây cơ chứ? Thì tôi muốn tiễn cô về văn phòng an toàn thôi. Thôi, cô làm việc đi, giờ tôi về công ty đây. Chủ tịch ơi, có chuyện xảy ra rồi. Có chuyện gì vậy? Tất cả những file quan trọng của dự án lần này đều bị mất hết rồi. Kể cả những file bảo mật rất là kỹ, nhưng mà bị lỗi hệ thống nên là toàn bộ thông tin bảo mật đều bị mất hết. Tại sao lại có thể có chuyện như vậy được chứ? Rõ ràng toàn bộ thông tin mật này Đức là người phải bảo quản nó. Sao lại có chuyện như thế xảy ra nhỉ? Vậy cậu Đức đâu? Phòng kỹ thuật đã cố gắng liên hệ với cậu Đức nhưng mà đều không thể liên hệ được. Chị! Cái thằng này hay nhỉ? Đi vào phòng mà không thèm gõ cửa luôn. Phòng chị mà, sao phải gõ? Mà chị ơi, sao? Em có chuyện muốn nói. Sao đấy? Thì
Có chuyện gì thì nói đi, sao lại phải ngập ngừng như vậy? Chị có tiền không? Cho em xin ít. Cần bao nhiêu? Để làm gì? Đấy, em biết ngay kiểu gì chị cũng nói như thế mà. Thôi, em coi như em chưa nói gì nhá. Đi ra ngoài đây. Ơ, cái thằng nhóc này hay thật đấy nhở? Có lẽ nào vì Đức đang cần tiền mà nó bán dự án của công ty mình cho công ty của đối thủ không nhở? Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến ngày đấu thầu cho các nhà đầu tư vào dự án rồi. Nếu như chuẩn bị lại, chắc chắn sẽ không kịp đâu. Không một cách nào nữa rồi. Thực sự là không kịp nữa rồi. Lần này là mình đã thật sự thất bại. Cho dù là cố gắng liên lạc với các nhà đầu tư như thế nào thì vẫn không thể nào kịp để chuẩn bị cho ngày kia được. Xem như là lần này mình đã thật sự thua rồi. Người ta sẽ lại nói là con gái như mình không giúp được cái gì cho gia đình. Thật là nhục mặt quá đi mà. Mình đúng là thất bại thật đấy. Long vẫn chưa đến sao? Thôi, thời gian đến rồi. Cô Tường Sang, cô trình bày ý tưởng cô đi. Tôi xin rút. Khoan đã. Xin chào mọi người. Tôi là Long của công ty FVM. Cùng với cô San đây là của công ty DASA. Bây giờ tôi xin phép trình bày ý tưởng về dự án lần này. Bên trong tay tôi, đây là USB. Và bên trong USB này là toàn bộ thông tin và những gì khách quan nhất đến chi tiết nhất chúng tôi đã liệt kê ra được. Bây giờ tôi xin phép trình bày. Vậy tôi xin chính thức tuyên bố, dự án lần này đã thuộc về công ty SVM và công ty DASA của anh Minh Long và cô Tường San đây. Rốt cuộc là mọi chuyện làm sao có thể như vậy được chứ? Công ty của Bảo Linh là công ty đối thủ lớn nhất của chúng ta, thế mà lại không thể nào trình bày được dự án. Còn chúng ta lại có một dự án thành công như vậy, làm sao lại có thể như thế được chứ? Sao tìm đến tận đây? Tôi đã trốn ở đây rồi mà anh vẫn tìm đến à? Tôi đã cài GPS vào điện thoại của anh, thế cho nên tôi mới tìm đến đây đấy. Anh... sao anh cao tay thế? Còn nhiều việc khác, tôi còn cao tay hơn cơ. Này, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Đến bây giờ mà anh vẫn nói chuyện kiểu đấy được à? Toàn bộ thông tin của công ty đã bị chuyển dữ liệu sang công ty MMC của Bảo Linh. Tất cả chuyện này đều do anh làm phải không? Tôi... chuyện này... tôi thực sự xin lỗi anh. Tôi... Tại sao anh lại làm như thế với Tường San? Tường San đã làm gì sai với anh? Anh làm như vậy là anh bán đứng chị họ, bán đứng cả công ty này rồi. Không, chị San không làm gì sai với tôi cả. Là do tôi, tôi lâm vào bước đường cùng cho nên mới như vậy. Bây giờ tôi phải ôm một khoản nợ rất là lớn. Cái tiền đầu tư mà tôi, bạn bè tôi chơi ấy, bị sập sàn rồi.
cái công ty mà cô Bảo Linh gì ấy, cô mua chuộc tôi để lấy hết tất cả số liệu. Cho nên giờ tôi chẳng biết làm cách nào nữa. Cậu làm như thế là hại San rồi đấy. Tôi biết. Chờ tôi một thời gian nữa, tôi sẽ thúc giục bố lấy tiền để trả cho chị. Bây giờ tôi thực sự tôi hết cách cửa, tôi không biết làm thế nào nữa cả. Bây giờ cậu nghĩ tiền có thể giải quyết được việc này à? Vậy còn ánh nhìn của gia đình cậu, nhìn lên Tường San đã chịu đủ áp lực rồi đấy. Nhưng mà thực sự tôi hết cách rồi, tôi không còn cách nào làm nữa. Thôi được rồi, việc này cậu phải phụ tôi. Mặc dù đây là mưu hèn kế bẩn, nhưng do bên Bảo Linh sai trước, thế cho nên ta sẽ sử dụng cách gậy ung đập lưng ông. Nhưng toàn bộ mọi chuyện ấy, cậu phải chịu trách nhiệm đấy, cậu biết chưa? Tôi nhớ rồi. Tôi và Linh thật ra có chút quen biết từ trước. Cô ta khá nhiều lần ve vãn tôi, nên hy vọng cách này sẽ có tác dụng. Vì cô ta chỉ biết đối thủ chính thức của cô ta chính là cậu và Tường San. Không biết rằng chính tôi tham gia vào dự án này. Vì vậy, cô ấy sẽ không đề phòng tôi. Còn về phần của cậu, mảng cậu mạnh nhất ấy cũng là thông tin. Hơn nữa, cậu là người trực tiếp giao tài liệu cho họ. Nên tính ra, cậu là người trà trộn vào hệ thống thông tin của MMC là hợp lý nhất. Hãy tận dụng triệt để thời gian nhé. Hôm nay Long lại đến tận đây thăm em vui quá. Có gì đâu, học hỏi ý mà. Nhưng mà tiếc thật đấy, ngày mai em có một buổi họp rất là quan trọng về dự án đấu thầu mới. Tí nữa em phải về xem tài liệu, không nói chuyện với anh lâu được rồi. Vậy em không ở lại đây thêm một tí được à? Em xin lỗi, nhưng mà em phải đi về để kiểm tra lại thông tin cho ngày mai nữa. À, hay là anh cứ ngồi đây một lát đi, lát rồi em quay lại nhá. Ừ, cũng được. Chết mất. Hóa ra là như vậy. Em đấy, em dám báo như thế đấy à? Em thực sự xin lỗi chị. Cũng may là nhờ có kế hoạch của anh Long, không thì em cũng chẳng dám nhìn mặt chị nữa. Lại còn ôm một khoản tiền lớn như vậy. Anh đã vất vả rồi. Anh vất vả vì anh, vì công ty và vì em mà. Mà này, em thấy anh Long anh làm nhiều chuyện rồi thì anh phải nên chốt một câu gì đi chứ. Thằng này, nói lắm thế nhở? Đừng có nói lắm đâu. Anh nghĩ là cũng đến thời điểm anh nói ra câu này rồi. Anh thích em. Anh thích em nhiều lắm San ạ. Anh rể của em hơi bị cháy ấy nhá.